Dạ, Sunny xin chào anh chị và các bạn. Rất vui chúng ta lại gặp nhau những cung đường lang thang của Sunny. Hiện tại Sunny đang đứng ở bến Bạch Đằng. Trước mặt anh chị đó là tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Với cung đường ngày hôm nay thì Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ đi con đường Ngô Đức Kế và con đường Tự Do, nay là Đồng Khởi, để coi người ta có trang trí đèn chưa anh chị. Và sẵn tiện thì cũng mời anh chị lang thang những cái khoảng giờ khắc cuối năm. Chỉ còn khoảng vài tuần nữa thôi là chúng ta đón Tết Nguyên Đán, Tết Tân Sửu sắp tới. Nhân dịp Tết sắp tới thì Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là tối ngày 23 tháng 1, 2021 và Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này. Mai thì về Vũng Tàu thăm gia đình, sẵn tiện là cập nhật không khí xuân ở Vũng Tàu gửi anh chị và các bạn. Có một số anh chị quê ở Vũng Tàu cũng yêu cầu Sunny. Sunny ơi, siêng năng về thăm gia đình, sẵn tiện quay để anh chị nhìn ngó Vũng Tàu năm nay sắc xuân như thế nào. Cái dịp này thì có cái dịch cúm thì tất cả một số anh chị thì muốn về Vũng Tàu ăn Tết mà không có về được. Nên danh vậy là Sunny hôm nay phải tận dụng thời gian tối thứ bảy để Sunny quay con đường Tự Do Đồng Khởi để mời anh chị lang thang. Thời tiết Sài Gòn thì rất là mát mẻ. Trước mặt anh chị đó là con đường bến Bạch Đằng. Hướng này thì chúng ta sẽ đi ngang hai cái ngã ba, những con đường rất nổi tiếng đó là Hàm Nghi và Nguyễn Huệ. Thẳng chút xíu là cầu Quay Cánh Hồi. Và Sunny sẽ mang theo con đường Ngô Đức Kế để ra con đường Đồng Khởi anh chị ha. Hy vọng rằng với cái duyên anh chị thì con đường Tự Do Đồng Khởi sẽ sáng đẹp. Mấy hôm nay thì Sunny buổi tối nào cũng đi ngang để nó lên đèn để quay gửi anh chị, nhưng mà không biết là hôm nay thì như thế nào. Thôi tiện nhân tiện cũng mời anh chị đi cùng với Sunny nha. Giờ này khoảng là 20 giờ anh chị. Đường xá thì cuối tuần thì Sài Gòn khu vực trung tâm thì rất là đông đúc. Chúng ta sẽ nhìn về tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo anh chị ha. Sunny phải xuất phát từ đây để anh chị dễ dàng hình dung hơn. Đây là khách sạn Hilton. Hiện tại là cũng chưa khai trương anh chị. Đang trong cái giai đoạn hoàn thiện. Khách sạn rất lớn của một tập đoàn nổi tiếng. Mấy hôm bữa thì Sunny có đứng đây quay thì mấy anh nói rồi, ông Đức Thánh Trần Hưng Đạo chỉ ra bến Bạch Đằng cái thời gian trước đó anh chị. Hướng đó đó các con, một thời gian rất là khó khăn anh chị ha. Rồi chúng ta cùng nhau đi con đường Ngô Đức Kế nha anh chị. Có thể là những cái giải thích này anh chị sẽ hình dung được cung đường của Sunny đi ngày hôm nay. Sunny thì cũng không có quay Nguyễn Huệ để con đường Nguyễn Huệ. Cái dịp cuối tuần chuẩn bị người ta làm đường hoa Nguyễn Huệ với nhiều tiểu cảnh, với lũy tre làng, con trâu, gặm cỏ non. Và Sunny sẽ quay sau rồi anh chị nha, có thể là trong tuần sau. Bây giờ chúng ta sẽ qua đường
Đối với khu vực này, những cái hình ảnh tài liệu thì Sunny có thấy những cái nhà Pháp, nó thấp thôi, nó chỉ có một tầng, hai tầng. Nhưng mà ngày hôm nay là toàn bộ khu vực này là building, văn phòng cho thuê. Xe rất là nhiều, Sunny từ từ nha anh chị, đi qua đường phải cẩn thận. Đối với Sunny thì qua đường nó quen rồi. Một số anh chị đi ở dưới tỉnh lên hoặc là định cư ở nước ngoài nhìn mấy con đường này sợ lắm. Thấy ở Sài Gòn thì mọi hoạt động như quán ăn, karaoke, nhà hàng đều mở lại rồi gì. Cũng có một lượng khách cố định nào đó, nhưng mà nó không được đông đúc giống như năm trước. Lý do thì một số người ta cũng tiết kiệm. Như thông báo sáng nay của báo Tuổi Trẻ thì 70% công nhân ở tỉnh năm nay không về quê ăn Tết, vì người ta phải đi làm thêm. Tết là phải có tiền mua quà bánh biếu gia đình, nhưng mà năm nay thì khó khăn, ở lại Sài Gòn đi làm thêm những cái dịch vụ Tết nè để kiếm thêm, chứ không có về. 70% là anh chị, năm nay thưởng thì không có nhiều. Năm ngoái thì công nhân có những chuyến xe công ty hỗ trợ để về quê, nhưng mà năm nay hoàn toàn thì không rồi. Những cái doanh nghiệp rất là khó khăn. Rồi, chúng ta tới con đường Tự Do Đồng Khởi rồi. Hiện tại là con đường Đồng Khởi này cũng chưa lên đèn anh chị. Có sao thì Sunny sẽ cập nhật gửi anh chị nha. Ý, ở đây sao lại lên rồi nè. Đó. Sunny cảm thấy rất là vui. Thành phố lên đèn trên con đường Tự Do Đồng Khởi này. Hạnh phúc. Rất rất là hạnh phúc anh chị. Với cái ánh nhìn mà Sunny nhìn hướng này, nguyên một dãy đèn, nhưng mà nãy Sunny nhìn cái hướng này nè, sẵn tiện cho anh chị coi cái giao lộ Ngô Đức Kế luôn nha. Hướng này thì chưa bật đèn. Rồi, hôm nay là có duyên anh chị, Sunny cũng cảm thấy rất là vui. Vui lắm anh chị, hướng này ra bến Bạch Đằng. Và với những cái ánh đèn lung linh này, có thể là cái duyên anh chị, những cái điều may mắn tới Sunny. Nhờ anh chị mà nó có một cái gì đó nó lung linh rực rỡ như thế này. Rồi chúng ta cùng nhau đi anh chị ha. Đi để chúng ta nhìn góc phố con đường năm xưa anh chị đã từng đi qua. Đẹp quá. Thường ngày thì khách sạn ở đây rất là đông, nhưng mà hôm nay thì anh chị thấy bên trong sảnh thì vắng, không có một ánh đèn dạ ra nữa. Con đường Tự Do này là một con đường thê thảm nhất của Sài Gòn anh chị. Con đường Tự Do và chợ Bến Thành, những cái khu vực trung tâm buôn bán như là Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tự Do, Bến Thành, buôn bán dựa vào khách du lịch. Sắc xuân tràn về rồi anh chị. Đây là khu vực khách sạn 5 sao. Khách cũng vắng vẻ chứ không có đông. Rồi chúng ta đi nha anh chị. Ôi đẹp quá.
có rất là nhiều khán giả trên kênh của Sunny, đó là những cô chú anh chị muốn về Sài Gòn ăn Tết, nhưng mà kỳ này dịch cúm thì không về được thôi, để hẹn dịp năm sau mà có vaccine thì về nó sẽ yên tâm hơn. Rất là đẹp. Nói gì đẹp đẹp nhưng mà con đường tự do này hai bên đều đóng cửa. Năm nay là Sài Gòn ăn Tết nghèo anh chị. Tới đây thì Sunny sẽ qua đường. Cánh mai khoe sắc. Đó. Hướng này thì anh chị cũng nhìn thấy con đường tự do đồng khởi rực sáng trong đêm. Nói gì nói thì con đường này thì không có cái lượng đèn trang trí không có bằng năm ngoái. Năm ngoái thì hình như rủ toàn bộ. Năm nay thì có cái cây thì người ta gắn. Có cái cây người ta không có gắn. Ở đây cái nhà ngày xưa nè, đó. Ban ngày nó là một quán cà phê anh chị. Sunny sẽ đi trọn vẹn con đường tự do đồng khởi này nha anh chị. Tới nhà thờ Đức Bà thì Sunny sẽ chia tay với anh chị. Đó, ngày trước thì má bên trái này rất là nhà đều có shop bán hàng lưu niệm. Nếu mà con đường này đã bật đèn rồi thì bảo đảm con đường Nguyễn Huệ cũng sẽ sáng đèn. Nhưng mà thôi để dành. Coi riết ở trung tâm cũng ngán anh chị ha. Chúng ta phải có những cái đề tài như là Vũng Tàu, rồi xong những cái chợ truyền thống. Đây là cái nơi mà ngày xưa anh chị nói là ưa ăn kem ở khu vực này. Giờ bán cà phê kem.
rồi đi tiếp nha anh chị. À, xin tạm gác lại những cái chỗ người ta đóng cửa nha anh chị ha. Tình hình chung mà ở đâu cũng vậy, nói thêm buồn. Đây là khu vực nhà hát lớn thành phố và người ta đang làm một cái khu vực sân khấu. Đây anh chị, làm những cái dàn đèn khu vực sân khấu thì không biết là chuẩn bị chương trình gì đây, để Sunny đi sẽ cố gắng cập nhật và chia sẻ với anh chị sau. Đây là cái hình ảnh tập dợp cho chương trình sắp tới diễn ra. Tạm chia tay nhà hát lớn thành phố anh chị ha, và chúng ta sẽ đi tiếp tục. Đó, rất là đẹp. Rồi, lâu lâu đây anh chị ơi. Để cho mấy em tập.
Giờ này chắc nãy giờ đi cũng được 8 nửa tiếng rồi, 8 giờ rưỡi rồi. Sang Continental, và hướng này là chúng ta sẽ tới con đường Lê Thánh Tôn. Đây là khu vực ngã tư tòa Đô Chánh. Hôm nay thì tới con đường Gia Long nha anh chị ha, Gia Long Lý Tự Trọng. Đây cái Mo Wincom Center, quán cà phê năm xưa đó, trên quả đồi. Có ông anh ngồi đây uống nước. Anh Tài nè. Hả? Hôm nay rất là vui anh chị. Vui lắm. Thiệt tình mà mấy bữa Sinh Y có đi con đường này rồi không thấy đèn gì cả, rồi xong thôi quay về. Anh đang đâu? Rồi tới cái ngã tư Gia Long và Tự Do thì Sinh Y sẽ tạm chia tay với anh chị và các bạn với cái clip này nha. Còn cái hướng kia thì Sinh Y sẽ cập nhật đại lộ Thống Nhất, con đường Duy Tân gửi anh chị sau. Còn rất là nhiều con đường có những cái ánh đèn lung linh. Sài Gòn bắt đầu có tín hiệu đón xuân rồi anh chị. Tưởng đâu là năm nay là không có, nhưng mà hóa ra cũng rất là đẹp. Lòng ta phơi phới, nhìn thấy sắc xuân cảm thấy tâm hồn phơi phới. Rồi Sinh Y thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sinh Y Đòn nhé. Ngã tư Gia Long và Tự Do cùng chia tay với anh chị và các bạn. Kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại.